quay gì vậy? Chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày mùng 8 tân niên của công ty Colorman. Thật ra thì ở cái không gian của cái mã show kitchen này cũng chỉ có sức chứa khoảng chừng 400 khách thôi. Cũng được khoảng chừng chưa tới một nửa. Mà nhân viên này càng quá, thiếu người quá. Ai như là ra phụ luôn. Thôi rồi, bây giờ đồng hồ là 1:30 gần 2 giờ mà chiều nay 4 giờ là bắt đầu tiếp khách rồi. Rồi mấy đứa nó lo nó đi làm tóc, làm móng rồi nó lo nó trưng diện còn đó. Tôi giờ này tôi còn ở đây nè bà con thấy không? Hôm nay là ở đây bàn ghế là thuê luôn, tại vì cái bàn ghế ở Master Kitchen thì bà con cô bác mình biết rồi, ở đây là cái bàn ghế nó rất là nhỏ. Nói chung là bàn nó to. Thành ra lên chiếm chỗ lắm cho nên là thuê luôn. Thuê mấy chục bàn. Khoảng 30 bàn. Bên ngoài ra ngoài kia rồi ở trong này khoảng 20 bàn rồi chứ khoảng 10 bàn. 30 bàn phải lầu thêm mấy bàn nữa. Chén bát này là chén bát thuê luôn đúng không? Không phải chén bát của mình thôi, chén bát mình đẹp hơn. Đó, nhưng mà thôi đầu năm giờ là vui rồi. Năm nào cũng vậy hết đó, thưa bà con cô bác là năm nào cũng vậy hết. Tết cứ Tết vô là cái ngày đầu tiên tân niên á là cả công ty vô ngày chúc Tết rồi họp giao ban xong sau đó là các bạn ngồi chơi bời gì đó. Chơi rồi kéo xì dách thì bà cho vui nhưng mà cái chơi vui thôi à, dạ chơi ăn bún đậu tay nữa chứ không có gì hết trơn á. Rồi còn lại thì tới chiều cái là khoảng bình thường thì trưa luôn, bình thường là ngày xưa là buổi trưa luôn, nhưng mà bữa nay thì thôi mình để buổi chiều cho nó mát mát buổi trưa mà uống luôn thì nó rất là mệt đó. Mình chưa hớt tóc luôn mà không đấy, chạy ra tính hớt tóc, tính đi ra ngó nghiêng ngó cờ vô thấy ngổn ngang ngổn quãng quá thôi vô ngồi luôn. Thật ra nãy mình thấy ngoài kia cũng có mấy cái việc cũng tính phụ mấy bạn mà thấy mấy kia bàn ghế nặng quá, đủ già sức yếu thôi mà mình không hiểu không, cho nên là trời ơi khuyên có sụp mà chè nên thôi mình vô đây cũng là phụ giúp nhưng mà làm mấy công việc nó nhẹ nhàng, ai cũng cho anh biết nhá, gian khổ biết vậy hơn là ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thương nhớ về nhiều người. Lao ẩu dễ sợ luôn. Đó, cái giữa này là biết tôi đó. Trời ơi, tôi đau gì, không phải cái gì. Bởi vì đây thôi đủ rồi nha. Lao xong dĩa này ra để tôi phụ làm bộ vua, set up bàn ghế rồi chút cho bà con bác cho vui. Thực ra hụ hợ thôi mà cái gì các bạn biết không, mình khi mình hụ hợ vậy thôi mà món mình nó sung, nó thấy nó như sếp coi như đó, cho nên các anh chị nào mà lỡ mà làm lãnh đạo hay là quản lý đó, anh chị nhiều khi mình cũng không cần làm nhiều đâu đó. Kiếm mấy việc nhẹ nhẹ vậy thôi nhưng mà làm mẹ món nó nhìn nó vui. Rồi xong rồi không con? Thôi, không? Cũng lâu rồi trồng dĩa như ai chứ mà. Này cái đó thôi con. Này cái đó mà. Cũng nói nãy giờ người ta làm không sao, tự nhiên có mình vô rồi nó. Ồ, đã có quay phim chuyên nghiệp tới rồi kìa. Yeah. Gần 8 ly cho bộ giỡn nè. Đó, thực ra là mình hay
đó, vậy xong cái lát mình chụp vài tấm hình cái mình post lên cái xong rồi mình làm bộ than thở cái là mấy em út mấy đệ tử mình quýu hết rồi. Làm sếp không có gì hết á, không có gì, không có gì khó. Quan trọng nhất á, cái mà khó nhất của một ông sếp là phải láo cá, làm phụ hộ hộ nhưng mà hồi đến chán nhìn nó quýu hết. Bao ghế đàng hoàng phải không? Đó, nhìn bình thường, không có gì đâu, để định lên một cái lên bao đẹp luôn. Đừng có xem thường tôi nha, tôi không có bình thường đâu nha, đừng có xem thường tôi nha. Khó vậy mà tôi còn làm được á, nói chi nha. Ở đây chú để qua cho. Để nó thấy mình làm rồ quá, thấy setup rồ quá hả? Rồ đầu. Chơi về cái bà con thấy có việc làm liền phải không? Đó. Đó mới đi chơi về tính là lên kế hoạch nghỉ hưu sớm. Mới vừa kêu tính kế hoạch nghỉ hưu sớm là đi về cái là giờ có việc làm liền. Đổi nghề luôn. Năng suất lao động rất cao luôn. Khi mình cứ hay nói giỡn với mấy đệ tử mình đó là nói chung là muốn làm lớn là cái gì cũng phải làm được hết. Cái gì không biết, không biết làm thì tập làm, không biết làm thì hỏi, hỏi biết cũng biết. Cái này nó có vẻ hơi chập vậy, cái nó hơi chặn vậy, mình rách của ta với bà nội nữa. Quá ngọt ngọt hết bà con ơi. Xem cái này nó giống như cái váy vậy đó. Cái mặt dài là phải đưa ra trước. Giống như mặt váy là cái mặt dài phải đưa ra trước nha, để che lại nghe. Rồi, bà con cô bác nào có đặt tiền cứ liên hệ, đó là tôi muốn ông comment với ông setup cho tôi là đó luôn. Đó. Được không? Đó, mấy chị này là bên đơn vị gì cho thuê bàn ghế, ghế ta giới thiệu luôn nè. Dạ, cho thuê bàn ghế Hạnh Phúc ạ. Cho thuê bàn ghế Hạnh Phúc ở phường mấy vậy? Dạ, phường 8, phường 10. Thôi, phường 8, phường 10 xuống tới phường 7 lên. Rồi, rồi đọc số điện thoại luôn. Dạ, 0903 0903 081 081 404 404 dạ. Cho thuê bàn ghế Hạnh Phúc lên mạng gõ cái Google cái đọc là có luôn. Set up tại vì á, nhân viên bây giờ bữa nay vắng lắm, các bạn chưa lên đủ rồi. Ôi, hôm nay là 400 khách là coi như phục vụ là đủ luôn.
dành cho tôi nữa. Job này tôi bao rồi còn dành cho tôi nữa. Đó, đó, tính dành cái bàn cái này với tôi nữa. Nhỏ này thiệt tình luôn. Nhanh chú kiếm ăn chú con ơi. Rồi, có đủ rồi, dưới đây có đủ rồi. Bỉnh rượu ở đây luôn em. Chén gì vậy? Muối hả? Muối tiêu hả? Rồi, ok. Ôi, bà con thấy không? Phục vụ. Ủa? Có rồi. Có rồi. Rồi, chả quay cái thuốc cho vui mà con quá không ấn. Chưa hai giảng là đường lại đường nữa hả? Đâu biết. Ủa ơi. Tại vì anh hiểu không, đây là hai dĩa dài nè mà ba sao để thêm cái này chưa ta? Có dư không? Tại vì ngoài đây là để hai dĩa dài là mỗi dĩa 20 khách nè. Rồi bên kia hai dĩa dài nữa là 20 khách nữa. Chứ nếu để cái bàn tròn này nữa là đâu có đủ ta. Thôi thôi anh. Là bên đây hát, bên đây 40 khách, bên đây là dọn cái này để là 2 dãy thôi đúng không? Đúng rồi, bên kia, bên phải bên hết. Ủa sao cái này để ở ngoài luôn hả? Dạ, tại ở trong được chật quá, xong em. Vậy là phải thêm 2 dãy ngoài đây nữa hả? Đúng rồi, đây là 2 dãy. Đủ thêm 2 dãy nữa không? Dạ đủ. Nãy em có. Rồi, có lại đây hồi em giờ xe bên kia hết, xong rồi để. Rồi, ok. Dạ rồi, đó là con bác đây bác drop. Chiều nay là các bạn sẽ ra đi chụp hình à, chúc mừng năm mới, năm của yêu thương. Dạ, hôm nay slogan của công ty của mình là yêu thương và kiến tạo, chỉ 4 từ đó thôi. Nói 8 chữ thì hơi dư. Lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và kiến tạo là 4, là 8 chữ nhưng mà mình gộp lại thành 4 chữ thôi. Đã ai cũng năm nay mảnh hổ là phải như là mạnh như mảnh hổ, mạnh như vũ bão ha. Hoặc là quyền lực mảnh hổ như tù lương tà la quyền. Mình thì thôi dạ. Năm của nhâm, năm mới nhâm dần, năm của yêu thương. Dạ. Nói chung là có yêu thương là có tất cả, đúng không mà con cô bác? Dạ. Có yêu thương là có thấu hiểu, có yêu thương là có lắng nghe, có yêu thương là có giúp đỡ, có chia sẻ, có trách nhiệm, có yêu thương là cùng nhau đồng lòng kiến tạo giá trị, có yêu thương, nói tóm lại có yêu thương là có tất cả. Đó, cho nên là năm nay chủ đề của mình từ năm nay là năm thứ 15 của Điện Quân, cố gắng làm sao là năm của yêu thương, đánh dấu một cái văn hóa tư tưởng, nói tư tưởng EG, rồi thật sự là văn hóa yêu thương, yêu thương đông đầy yêu thương. Sau 2 năm coi như là dịch giả rồi bùng lên tất cả mọi thứ, ai cũng căng thẳng hết, ai cũng dễ, nói chung là dễ nổi nóng với nhau, dễ nổi cáu, dễ hờn giận, dễ phẫn nộ. Cho nên là nghĩ đi nghĩ lại thôi, năm nay toàn bộ công ty Điền Quân của mình từ trên xuống dưới tất cả chúng ta chỉ một thông điệp thôi, hai từ yêu thương cộng thêm hai từ nữa kiến tạo giá trị. Yêu thương và kiến tạo. Dạ rồi, xin chào tạm biệt bà con bác nha. Nha. Đó. Rồi cái clip này úp lên cái là mình chụp vài tấm nữa là các em nó quýu liền.
chào tạm biệt bà con, chúc bà con bác một năm mới khai trương năm mới là khai trương hồng phát, là vạn sự như ý, là tài lộc dồi dào nha, chú dài dồi dào sức khỏe, chuyện gì cũng qua hết nha. Dạ, chào tạm biệt, cảm ơn bà con, tiếp tục.